Rồi mình chào tất cả các bạn trở lại kênh Thái Chí Khang nha. Giờ mình coi tiếp tục coi con Yanma 850 nè các bạn. Đang cắt lúa gặp mấy vườn rồi, lúa đất này quá lầy luôn bạn. Cắt lúng quá lúng. Lá lúa còn xanh lè luôn. Đất này còn hơi xanh đâu mà, chủ nhà kêu cắt đại luôn nè. Trời chuyển mưa nên chủ nhà gấp. Các bạn xem video các bạn nhớ đăng ký kênh sẽ ủng hộ mình nha các bạn. Chỗ này bỏ lại nè, tầm ngang coi chỗ đó xanh. Lúng để không nổi. Đây đất lúng quá nó ngẹn hoài mà. Đựng mấy hoài luôn. Lúng mà chạy ghê hồn các bạn, 850 chạy ghê quá. Lúng mà chạy ghê không các bạn. Hãy subscribe.
quá chạy quá. Giác giác xanh luôn. Yeah. Rồi, hẹn các bạn những video tiếp theo của mình nha.